Hôm nay là ngày thứ ba ở Sentra Phan Thiết, khu resort nghỉ dưỡng 5 sao ở Phan Thiết. Thì hôm nay là mình đi cùng mấy đứa trẻ đi tắm hồ bơi vô cực và trượt nước, chơi trò chơi ở công viên nước ở Sentra. Bây giờ hiện tại thì mấy đứa trẻ nó đang đi trên con đường, ở đây gọi là cổng Nhật Bản, với những tam cấp và những cái cổng gỗ người ta làm giống như kiểu ở Phù Tang, đất nước Nhật Bản, để đi về hướng biển, từ trên đi xuống dưới hướng biển. Đó, bây giờ thì tụi nó phải vẹo qua tay phải để đi vào khu vui chơi công viên nước. Mấy đứa bé nó đòi đi chợ nước chút xíu mà nó lên đây nó ơi. Mà đi xe hả? Ủa nãy không đem xuống với lại đồ thổi ra chơi. Rồi các bạn vô khu trường nước các bạn chơi trước đây, rồi tí xíu nữa ba bạn nhỏ sẽ qua hồ bơi bơi trượt đã đi, rồi mệt rồi qua hồ bơi bơi. Xin chào hết. Rồi bây giờ nè các bạn nghe nè, ở đây là khu trường nước nè, phía sau là một cái con thuyền mắc cạn. Chúng ta chơi trên con thuyền này, khi nào mà mỏi mệt là mệt dữ lắm đó, sẽ qua bên hồ bơi vô cực để dưỡng sức lại nghe chưa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Rồi, đây các bạn, đây là cái khu ở trên hồ bơi vô cực, nhìn xuống dưới biển đây, nó rất là đẹp. View của các villa resort rất là đẹp, từ bên trên núi với lại xuống dưới chân biển ở dưới. Từ dưới biển. Núi xuống dưới đồng bằng. Đó, không? Rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi. Được tắm hồ vô cực ở Phan Thiết đây. Hồ vô cực rất là đẹp, nhìn thẳng ra ngoài biển luôn đúng không? Thấy không có một cái mình hồ. Nói chị hai lặp lại cho con đi. Nói chị hai lặp lại. Sushi đâu rồi? Đây. Rồi. Ấy quên. Hồ bơi vô cực ở Phan Thiết. Đó, hồ bơi rất là đẹp. Bơi vô cực có nghĩa là không có thấy cái thành hồ, người ta làm cái thành hồ nó sát mặt nước giống như là tràn ra biển luôn, giữa biển với lại hồ giống như là một, và mình lợi ngay chỗ cái thành hồ đó, đó mình nhìn ra biển đã lắm. Bây giờ đã chiều rồi, có cảnh hoàng hôn ở Phan Thiết đây, mặt trời chui xuống đó, với những mái nhà ngói của villa ở khu Phan Thiết Sentara Mirage. Rất là đẹp. Rồi. Chị sushi. Cam dài và mỏ nhỏ. Có mấy cái mỏ nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồ bơi vô cặt, hồ bơi vô cặt ra quay ạ. Ây trời ơi, như vậy ơi. Không đu nữa hả? Ây da, ây da, hồ bơi vô cặt, ây. Quay lại nè. Hello. Em đâu rồi? Đây hồ bơi vô cực đây. Trời nhìn nó cân như quỷ. Quỷ gì? Tắm à, vậy thôi chứ bơi vậy thôi chứ. Quỷ gì? Trời tắm cái ghê. Hello. Tắm tắm. Này. Tao đưa máy cho. Quăng đi, quăng đi, quay gần nè. Đây là cảnh villa của mình đang ở resort ở Mũi Né. Đây là hồ bơi vô cực về đêm. Con có nghe bác nói không? Nghe chỗ nào là bác chỉ lợi đứng. Đó, nghe cái này đẹp nè. Đó, đứng vô mà, chỗ này sáng. Đó. Alo. Rồi, bé Na đâu rồi? À, con đứng đó đó là thấy đẹp á. Sushi đứng vô giống như là Annie vậy đó. Háo mắt kiến ra luôn. Ở đây là nhìn ra biển đây. Rất là đẹp luôn. Giờ này là mấy chiếc thuyền ở ngoài á, người ta mở đèn led lên rất là đẹp. Đây được gọi là chiếc thuyền ngoài xa. Thôi chung cực chung cực chung cực chung cực. Đó, đây quay ra biển nha. Giờ chúng ta quay một vòng vô trong cái khu resort chúng ta ở coi. Đó, đi đi, quay theo nha. Quay theo, đó. Đây ánh sáng ở chỗ vô mặt nè, đủ ánh sáng nè. Ồ, dữ ta, đẹp quá ta. Ồ, thấy không, ánh sáng nó chiếu vô mặt mình đủ luôn nè, thấy chưa? Ồ, quay camera trước. Đó, cái đó là cái quầy bar để người ta phục vụ cho những cái người mà bơi ở dưới nước. À, có ghế ngồi dưới nước, chúng ta có thể lại uống một ly cocktail hoặc là một ly nước chanh gì đó ha, đó ha, cam giác được các thứ đó. Đây là khu của mình ở nè, đó thấy chưa, về đêm rất là lung linh, rất là đẹp đó, đẹp không, quá đẹp đúng không? Giữ hồ bơi vô cực. Cũng không có gió nhiều lắm, mặc dù kế bên biển nhưng mà cũng không có gió nhiều à. Ở ngoài biển thì bây giờ những cái chiếc thuyền á, người ta đốt đèn led lên rất là nhiều à, đó. Còn những cái tầng ở dưới xong mới tới ra biển thì những cái villa ở dưới những cái mé biển á, giờ này cũng rất là đẹp rồi, rất là lung linh nè. Anh đi đâu Ái Mi kìa, vô đây. Hồi nãy giờ nó lì dữ lắm rồi. Chị Hai, hồi nãy em mới tập được cái bên này nè. Đi lại đây quay với ba không? Đi lại đây, lại đây. À, nó bơi sải, nó bắt trước mấy vận động viên nó bơi sải mà. Rồi. Đây. Cầm dài. Bỏ mỏ nhọn. Đây là mỏ nhọn. Đây cầm dài đây. Rồi gấu tít đi đâu rồi? Đây, gấu tít đi. Đây, gấu tít đi đây. Và bữa tối. Đây là khu chiếu phim. Khu mình ở hả? Mấy đứa nhỏ ra đây ngồi coi phim. Khu chiếu phim ngoài trời, tôi đang ngồi đang coi. Oh,
Sau khi coi phim xong thì nhà chúng tôi di chuyển về phía trò chơi cho con nít nó chơi vào buổi tối. Đây quay bà ngoại luôn, cho lên sóng luôn. Cho lên sóng. Sóng này là sóng mạnh luôn nha bà ngoại. Chơi luôn nè. Này chơi. Đây là cháu ngoại nè. Còn đây bà ngoại đi. Bà ngoại làm một cú hạt kép đi bà ngoại. Bà ngoại làm cú hạt trích đi. Dạ. Chỗ nào chưa đi nữa? Còn ngọn hải đăng là ngày mai hả? Nhớ hải đăng ngày mai phải về sớm. Dạ. Rồi anh đưa đi, làm vậy, đưa đi.